Chào các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ làm một cái video ở trong cái căn phòng trống. Đây, có một cái căn phòng trống lóc luôn các bạn, không có mền một chiếu gối, không có bàn ghế gì hết. Và hôm nay là tụi mình sẽ cho mấy con cu vô. Vô. Đúng rồi, cách ly xã hội hết. Coi. Wow. Đó, và bây giờ căn phòng đã đầy ắp người, chứ không có đầy ắp đồ vặt các bạn. Và nội dung clip hôm nay sẽ là người cuối cùng còn ở trong cái căn phòng này, người cuối cùng còn ở trong cái phòng này thì sẽ lộn cái giải thưởng như lại tụi mình, đó chính là 10 triệu các bạn. Vẫn là cái series 10 triệu nhưng mà là phiên bản ở trong phòng. Hiện tại là trong phòng này chỉ còn có 4 cái vách tường và tiếng nó hơi vang một tí các bạn, nên clip này nó hơi vang, các bạn thông cảm nha. Nói chung là mấy thằng cu nó đang quay về cặp niên 90 các bạn, mình không cho sử dụng điện thoại nha. Năm hàng đây, ăn hương dĩ đại và toàn, năm thằng cu nó sẽ thử thách trong căn phòng này. Và cứ 1-2 tiếng trôi qua thì sẽ có những cái bốc thăm, những cái trò chơi gì đó, cấp lương thực, thức ăn, đồ chơi cho tụi nó đỡ chán các bạn. Các bạn nhìn thấy nó chán cực kỳ như vậy luôn. Và lượt chơi của clip hôm nay sẽ là người nào mà cảm thấy mà buồn chán quá hay là chịu hết nổi gì đó thì có việc đi ra ngoài, người cuối cùng còn trụ lại đây sẽ chiến thắng. Dễ vậy thôi nha các bạn. Mỗi người sẽ có một vé đi vệ sinh. Chứ trong cái phòng mà có máy lạnh như vậy mà nó lại đi trong đây nữa thì sẽ rất là gắt các bạn. Nên mỗi đứa sẽ có một vé đi duy nhất thôi. Một vé đi vệ sinh duy nhất thôi. Ok. Ok. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bấm giờ các bạn. Thử xem là thử thách này là mấy con cu nó sẽ chơi được trong bao lâu. 3, 2, 1, bắt đầu, thời gian đã chạy rồi nha. Nói chung là trong cái căn phòng này mà lại chỉ có ăn ngủ là kiểu mình nghĩ là nó chơi thôi, chơi được 2-3 ngày luôn các bạn. Với điều kiện là nếu nó không đau bụng. À, mới có được có 30 giây thôi mà nó làm như nó sắp chết vậy các bạn. Có nè. Chúng ta đang thiếu smartphone. Điện thoại là một má con người như thế nào. Rồi ok, hiện tại là đã được 2 tiếng rưỡi bạn. Và chúng ta sẽ đến với trò chơi cấp đồ chơi. Hello. Wow. Chào hỏi. Quả còn chống đẩy rồi rất là tốt các bạn. Nói chung là đã 2 tiếng rưỡi trôi qua và chúng ta sẽ có một cái vòng cấp đồ chơi cho mọi người. Có ai muốn hy sinh bấm trước không? Em. Rồi vậy muốn bấm trước, bấm em. Trời nhau bấm em mà cao lắm. Rồi, vậy được một cái rất là may mắn luôn. Ghế hồng em. Wow. Ok, chuẩn bị nhận nè. Oh, oh my god. Wow. Để đâu, nhà em đâu? Không, không, nhà chỉ đây nè. Đây. Qua bãi bảo, đó. Có nước kìa. Có nước kìa. Wow. Đây là một cái ghế. Vô thử em. Trải nghiệm. Đã. Wow. Có đồ ăn. Đây, ở đây, nhìn. Đây là lương thực của em. Gồm có là xì tin, xúc xích. Và đặc biệt là phía bên đây, chúng ta sẽ có một chai dầu ăn để giải khát. Sao, hài lòng không? Quá ok luôn anh. Quá ok luôn. Nói chung là 2 tiếng trôi qua và vậy nó bóc vào ghế hồng các bạn. Rồi tiếp theo là ai? Em luôn. Ăn luôn nha. Bấm em. Tờ ăn nó cứ lucky vãi luôn các bạn. Ghế đỏ là ghế gì ạ? Là cái ghế màu đỏ em. Bảo, lấy vô Bảo. Trải nghiệm em, trải nghiệm. Đó, sẽ có một cái ghế màu đỏ, một chai nước suối khổng lồ và quỳnh đậu phộng. Từ ơi, hài lòng không? Chắc hài lòng anh, hài lòng. Giờ không hài lòng của anh, hài lòng nữa. Rồi, tiếp theo là ai? Hương nó muốn chơi đúng không? Rồi, ok. Nãy giờ hát nước lắm rồi. Bấm. Có gì đó nhiều nước. Nãy giờ chống đẩy hát nước hả? Tủ dài. Hai người mới kinh nổi nha. Wow. Đi bạn hướng đâu? Đây nè. Tủ dài là sao?
Xin mời. Cái này lại tiếp tục mở kho báo rồi các bạn. Trời ơi. Tuyệt vời mặt trời. À, gồm có là rất là nhiều xì nát, rất là nhiều mì và nước uống. Đó. Nhưng câu hỏi đặt ra là ngủ ở đây như thế nào? Vậy. Chưa phải dùng vậy. Cũng được, cũng được. Hợp lý. Lai sừ. Rồi tiếp theo là ai? Em. Đại luôn. Bây giờ là chỉ còn có hai dụng cụ thôi và hai thằng. Tức là thằng này bấm là thằng kia họ bấm. Đúng rồi. Em chấp nhận luôn đúng không? Rồi bấm em. Ghế sofa và cuối cùng là tủ lạnh là thuộc về toàn. Wow. Ok, chúng ta sẽ rinh vào ghế sofa. Không biết vô dừa không nữa. Đó, từ ơi. Tẩy luôn bảo. Hello, coi chừng cả vô, coi chừng bá bên đây nè. Rồi, hạ xuống. Toàn đâu? Đại bên đây hả? Xin mời. Có này là ngủ rồi, thoải mái luôn anh ơi. Đại đây, đồ ăn của ông Đại. Gồm có là pilo, nước uống và một bịch bánh caro. Vậy là Đại là nó sẽ có cái ghế này để sử dụng. Và món cuối cùng thuộc về con Toàn, đó chính là tủ lạnh. Toàn đâu? Wow, ở đây luôn. Tụi gấp nhỏ xíu hả? Cho Toàn, Toàn. Chạy nước rồi. Ok. Kiếm điện luôn. Mở em, mở em. Trái cây. Trái Toàn là trái cây. Hôm đó và găng nó găng đá mà. Và găng là nhiều nước ngọt. Wow. Một nãy chú Mỹ đó. Rồi tối nay Toàn sẽ ngồi tủ lạnh ngủ nha Toàn. Hợp lý nice sir. Có ý kiến. Em có ý kiến. Ngồi trên ghế nè. Nó đau lưng quá. Nó cong vòng à. Cái ghế nó không ai ngồi gì hết em, tao nằm úp em. Là hợp lý, hợp lý. Ok, nói chung là mới có 2 tiếng rưỡi trôi qua thôi. Có ai muốn đầu hàng hay gì không? Dạ, sao anh? Anh, em có muốn đầu hàng không em? Dạ không, em thử hết nè, em cảm thấy là em có thể chơi tới lúc mà em nhận giải luôn anh. Tức là top 1 luôn hả? Dạ, à, đúng rồi. Wow. Còn giấy? Có gáy gì không em? Game là dễ anh. Game là dễ. Ghế trong căn phòng này được ăn uống ghế, chỗ ngủ đầy đủ luôn. Chơi chừng nào mà chét thì ra thôi. Anh sợ là tối nay là em hết chai dầu ăn này là em đầu hàng luôn là vừa. Ok, nói chung là mỗi đứa vẫn còn gáy tốt. Chúng ta sẽ chờ đợi xem người nào sẽ là người đầu hàng đầu tiên. Các bạn cùng bình luận xem ai đầu hàng đầu tiên nha các bạn. Nói chung là bạn nào chưa nhắn đăng ký kênh các bạn, click đăng ký kênh, ủng hộ tụi mình có động lực thực hiện những video khác đầu tư hơn, lạ hơn và lầy bựa hơn nữa nha. Tình hình là nãy mình uống nước nhiều quá, bây giờ mất đá nên mình sẽ sử dụng một lượt đi vệ sinh để đi đá nha. Quá wow, thoải mái, không có gì bằng sung sướng bằng ý đá kịp thời lắm. Wow. A few moments later. Rồi mình chiều nãy giờ chắc cũng được 4 tiếng nên mình phải đi đá một lần đầu tiên nha mấy bạn. Tiếp theo là tới mình cũng dùng quyền trợ giúp nha các bạn. Quá rồi. Mặt tỉ. Sao sọc họ đi đá vô anh kem ăn uống nhiều quá cái chuyển qua đau bụng rồi, xúc xích á. Ờ. Vợ đau bụng đậu hàng nha. Hết lượt luôn rồi. Sao thấy em ăn một bịch luôn rồi. À, hết đồ ăn luôn. Còn mấy cái hộp thích rồi. Còn thấy chai dầu ăn sao còn nữa chai em. À, dầu lưu hơi mạnh xíu anh chỉ qua đau bụng luôn rồi. À, nói chung là mới có 3 tiếng 55 phút cu dễ đầu hàng. Chấm hỏi. Sao chán vậy mấy bạn? Nó nói chung là vậy này yếu đuối vãi luôn. Mới có 4 tiếng trôi qua mà vậy đã đầu hàng rồi. À, rồi ăn sao em? 4 tiếng rồi. Đầu hàng của em? Không anh, nhưng mà nghe hơi chán. Chán hả? Đúng rồi. Không đốt điện thoại rất là chán đúng không? Rất là chán luôn. Rất là chán. Rồi tiếp theo là Hương. À, bạn chắc có game này là chán mà anh. Đúng rồi. Dung chơi tới đâu hay tới đó rồi. Bạn rất là chán luôn hả? Đúng rồi nè. Nói chung là cái game ở trong phòng này là mình không có cho bấm điện thoại các bạn. Chứ ở trong phòng mà được bấm điện thoại bắt tử. Mình ở 3-4 ngày vẫn dư sức luôn các bạn. Tại vì mình rất là hay ngồi trong điện thoại chơi game á. Ngồi trong phòng chơi game á. Chơi vô cực.
Rồi thằng Đại cũng gắt là thường hay chơi game, hôm nay không được chơi game, giờ sao em? Nghe cũng chén chén anh, nhưng mà em đầy đủ tiện nghi, em chắc chắn sẽ game mà dễ. Nói chung là đó, đầy đủ tiện nghi các bạn, ghế sofa, đồ ăn, nước uống đầy đủ, các kiểu đầy đủ. Rồi tiếp theo là toàn ôm tủ lạnh nãy giờ, ôm hộp ôm tivi vô tủ lạnh. Cũng hơi chán anh, mà nước nhiều quá uống mãi không hết. Uống nãy chưa? Không hết luôn. Không anh. Trái cây nữa. Không, trái cây em ăn được hết. Mang mấy trái táo hả? Ok. Nói chung là cái logic của cái game này chỉ đơn giản là chán thôi nha các bạn. Chứ trong phòng mà cho nó bóp điện thoại nó chơi game, nó chơi tới sáng mai cũng chưa xong nữa. Ok, nói chung là 4 tiếng trôi qua, chỉ đầu hàng. Chúng ta cùng chờ xem người đầu hàng thứ hai sẽ là ai nha các bạn. Tới mệt luôn nha mấy bạn. Nãy giờ 5 tiếng mấy, mặt đại lắm rồi, chịu hết nổi luôn rồi. Phải ra đi thôi. Giấy hẹn hẹn buộc. Rồi ok. Nhẹ cái ngồi luôn. Cái này chắc mình nghĩ mình nhịn thêm mười mấy tiếng nữa. Chắc là tới bữa tiếp theo luôn. Ok, vào thôi. Rồi hiện tại là 7 tiếng rưỡi đã trôi qua nha bạn. 7 tiếng rưỡi. Và bây giờ là 8 giờ tối rồi. Nên sẽ đến cái vòng gọi là cấp đồ ăn tối, không có nước uống các bạn, chỉ có đồ ăn thôi. Gồm có là hai cái hộp bằng giấy bạc các bạn, hai cái hộp hay đựng gà với lại hai cái pizza. Rồi hiện tại là mình đã chia địa bàn cho tụi nó là mỗi thằng là một góc với bạn, 1 2 3 4 có cái dấu cộng ngay giữa, không ai được lấn địa bàn của ai hết. Ở đây là mình có là 4 phần ăn, gồm có hai cái phần, cái này là hay đựng gà phải không, và hai cái hộp pizza nhưng có thể bên trong không có pizza, cái hộp đựng gà nhưng có thể bên trong không có gà. Nói chung là chơi nhân phẩm. Mấy đứa muốn ai chọn trước, hoặc là bài trắng bài đen ấy. Ok, bài trắng bài đen ấy. Rồi ai ra là người đó chọn. Ok, ra bài đen rồi ai ra ăn, chọn ăn lấy nào. Theo tinh vi của em thì em nghĩ là cái giữa đây, cái này. Dạ chắc không? Dạ. Rồi mở. Ủa, ra cho bạn xem. Vậy? Mở ra xem. Dạ. Xúc xích. Cái này là xúc xích à? Ồ xúc xích. À, cũng được. Được, cũng được. Rồi nói chung là tối nay lần ăn nó sẽ ăn xúc xích tí hon. Xúc xích Đức em. Dạ. Rồi bây giờ ba thằng, bài trắng bài đen ai ra người đó được chọn. Bài trắng có bài đen. Thôi ra sao cho lại đếm ra. Một, để ra sao vậy nè. Một, hai, ba. Rồi đẩy ra. Chọn em. Rồi lấy cái bự nhất ăn. Chắc không? Tham lam tí. Ok, cầm hai tay. Đây đây đây, quay qua đây cái đây. Đó nè, dở lên. Wow. Được hai múi sầu riêng. Rồi bây giờ là hai bạn tuấn xì. 3, 2, 1, vô. Rồi Hương thắng, Hương được chọn. Chúng ta chỉ còn lấy một hộp bằng giấy bạc và một cái hộp pizza nhỏ. Hương chọn cái nào? Pizza nhỏ có vẻ ngon á. Rồi vậy cái này của Toàn. Rồi hai đứa cùng mở lên cái coi xem có gì nha. 3, 2, 1, lên. Wow, wow. Toàn sẽ có gà rán và Hương sẽ có pizza nhỏ nhưng mà lại có gà BBQ ở bên trên. Đây nói chung là bữa tối của bạn cù khá đơn giản. Xúc xích Đức tí hon, pizza là gà BBQ, pizza sầu riêng, pizza gà rán. Hết. Rồi sau gần 8 tiếng trôi qua thì có ai có muốn phát biểu thử thách này nó như thế nào không? Dạ, chán. Chán rồi hả? Dạ, hết. Tôi nghĩ là thử thách này chán, nhưng đó là cũng là một phần thử thách luôn. Đúng rồi, không sử dụng internet mà. Em xin chủ quyền trợ giúp đi vệ sinh. Ok, nói chung là thằng Đại nó xin quyền trợ giúp đi vệ sinh. Vậy là bây giờ là 4 đứa, không ai còn quyền trợ giúp nữa nha bạn. Còn Toàn? Em thấy em mắc đái hơi bị nhiều quá anh. Em đái gần hết rồi, 5 chai rồi. Đi đây là nước đái của em hết rồi hả? Đúng rồi anh, lạnh quá nó mắc đái rồi. Rồi anh Toàn chỉ còn 2 chai thôi các bạn. Bí đao với lại bò hút và một đống trái cây. Nói chung là đây là một cái thử thách mà người cuối cùng còn ở trong phòng trống, không sử dụng điện thoại, internet. Ok. Rồi sau khi mấy thằng cu ăn uống no say thì hiện tại là đã được 9 tiếng và đã gần 10 giờ tối nha bạn. Mình chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà trước khi đi ngủ thì mình quyết định là cho tụi nó một cái bộ bài. Đây, một bộ bài rất là bự luôn các bạn.
Wow, bộ bài khổng lồ. Để cho mấy thằng cu giải trí chứ không có điện thoại chán quá các bạn. Quay về thập niên 90 lên ngồi quýt bài nha. Mà thấy ở đây là có đủ 4 thằng. Không, không. Tiếng lên đây. Thật sự với anh ở trong đây chán lắm. Mưa anh em nãy giờ chỉ nhìn có 4 bức tường á nha, anh cũng thấy nè. Thôi đó, ở trên đây được xin thay màu nữa nè. Ồ. Sao ca 1 tiếng mà 3 màu rồi. Ok. Nói chung là mấy thằng cu là nó không được bấm điện thoại được cái kiểu đó, hay là chán nên mình cho nó bộ bài chơi giải trí ha. Tối nay mấy em quýt tới 12 giờ ngủ ha. Vậy nó mới rõ đồ em thấy được cái nguyên cái này đây thấy được cái quần của ông già luôn á. Rồi á. Ok, nói chung là bây giờ mình sẽ đi ngủ với bạn, 10 giờ rồi. Ai mà có đầu hàng thì gõ cửa phòng anh kế bên. Ok. Ok. Chúc ngủ ngon. Day. Rồi hiện tại là 9:24 sáng và cái thử thách ở trong phòng không internet đã được gần 24 tiếng các bạn. Mình mua đồ ăn sáng cho mấy thằng cu nha. Cái quách đờ. Ủa cái ghế của đại đâu? Quay. Hello. Chứ mà hỏi. Dĩ nhiên là do cờ bạc anh ơi. Nữa hả? Đi luôn cái tủ lạnh hả? Cứ nhìn là hiểu rồi. Lạc đại đi cái ghế, à, toàn đi cái tủ lạnh. Hương đi cái gì? Đi cái tủ đồ à? Đúng rồi. Ủa sao tự nhiên qua ăn hết rồi? Tới cả không kịp luôn. Tối em chỉ chơi có cái ghế với cái đồ ăn thôi à. Lúc đầu á là tụi em chơi là kiểu tiến lên. Cái vậy sao chơi cầu dùa. Hay chứ lên nó vẫn cứ đồ quay lại ghét á. Nên cầu dùa ai lớn nhất ăn là em lụm hết. Kết quả là em ăn được ghế, tủ, đồ ăn đồ em qua đem hết hả? Đầy đủ hết luôn. Thời tới chẳng kịp luôn. Vậy giờ em có cần ăn sáng không? Không luôn quá anh. Nhiều quá. Ok, nói chung là buổi sáng mình phát bánh mì cho mọi đứa nha bạn. Mọi đứa một ổ bánh mì. Trời ơi, đã nói là bài bạc, người chơi là người thua. Thì được rồi, cả ngã mày không, cái tủ không cũng được rồi. Vậy hả? Cái chai lớn. Rồi, mỗi thằng một chai nước nha bạn. Mấy cái chai này là cái gì đây? Nước đáy của thằng Toản hả? Nước đáy của em ạ. Em được 6 chai rồi. Wow. Ok, nói chung là 21 tiếng đã trôi qua mà mấy thằng cu là nó xào bài, kết quả là nó qua bên ăn hết rồi nha. Rồi sau 21 tiếng đồng hồ mình thấy à, hơi bị mắc đá nha bạn. Mình đá từ đêm qua tới giờ khoảng 6 chai nước rồi. Không biết sao mà trong cái phòng này nó mắc đá dễ sợ luôn. Giờ mình đang cố nhịn đá đây. Rồi sau 21 tiếng thì mình cảm thấy khá là mắc ỉa nha các bạn. Mình sắp chuẩn bị tạch rồi. Như các bạn cũng đã thấy là sau 24 tiếng đồng hồ mình chơi mắc hết tài sản luôn. Và hên quá, sáng nay được phát chai nước rồi nhà mình đá nha các bạn. Mắc đáy đêm qua tới giờ luôn rồi. Bây giờ mình thấy cũng bình thường. Còn mình á thì cảm thấy là nó chán nản thôi các bạn. Còn đồ ăn thức uống thì mình đầy đủ rồi. Như cũng ban đầu mình cũng nói á, là mình chơi tới lúc mà mình nhận giải luôn mình mới nghỉ nha. Rồi hiện tại là 23 tiếng đã trôi qua và chúng ta đã có thêm một người đầu hàng. Hello. Đó chính là bé Hơn. Sao đầu hàng Hơn? À, mệt mỏi, chán nản, khó chịu. Nói chung là Hương muốn giải thoát khỏi cái nhà tù này. 20 mấy tiếng đồng hồ rồi, phơi quá rồi. Không có gì làm hết, chán hả? Chán quá anh ơi.
cứ bò nhảy chạy thấy có quý bài đó mà không, cái bài này bài bạc quá, thấy không, mắc hết gia tài luôn rồi, không chơi anh ơi, để nó chơi gì vậy. Còn bên tức chạy kìa, này đầy bên luôn rồi. Giờ ok đó. Nói chung là những cái UH mà sinh tồn không sử dụng điện thoại thì chúng ta vẫn có việc để làm, ví dụ như đi săn bắt hái lợm đồ các bạn. Còn ngồi trong phòng này thì nó bị giam cầm ở trong cái nhà tù vuông vức như vậy thì nó chán quá, kết quả là đầu hàng. Đầu hàng anh ơi, chán hơn cái vòng tròn bãi biển nữa, rất là chán, khủng khiếp luôn. Xin mời. Yeah, được giải thoát rồi. Vậy là chúng ta chỉ còn có 3 người chơi và bây giờ là dư một bãi đất trống. Cái đứa nào muốn qua đây ở không? Không, em cảm thấy đủ rồi. Em cảm thấy đủ với cái đống đồ ăn của em hả? Ơi trời. Trời ơi, nói chung tủ lạnh cũng có. Ăn sen chảnh các bạn ơi. Ok, chúng ta sẽ đợi tới giờ ăn trưa và có một trò chơi buổi trưa nha. Rồi hiện tại là được 25 tiếng 55 phút và chúng ta lại có người đầu hàng tiếp theo. Bước khỏi phòng. Wow. Ủa sao đầu hàng em? Nói chung mắc đái quá anh. Cái mấy cái chai em đầy hết luôn rồi, không còn chỗ đái luôn. Em sử dụng hết tất cả những cái chai mà trong tủ lạnh đều có được hả? Đúng rồi anh, sử dụng hết luôn rồi mà không đủ. Nói chung mắc đái lắm. Tập vì hết châu đựng nước tiểu. Đúng rồi anh, em mà có cái bình 5 lít chắc em đựng là phê luôn rồi. À. Ăn có bình 5 lít à, bất tử à. Đào đào lấy lên khoe thử coi, đừng đứng nhiêu rồi. Nửa bình rồi. Wow. Ok, nói chung là 20, gần 26 tiếng toàn là người đầu hàng đi đái em. Vậy là chúng ta chỉ còn có hai bạn cuối cùng. Đó chính là cu đại đang cầm bình nước tiểu. Mình thấy là nó vẫn còn 2-3 bình, nó xem đái ít chứ hả? Không đái. Vậy hả? Xong toàn đái gì tới 7-8 chai gì ghê quá nè. Đây 5-6 chai luôn nè, vãi. Cái đó em chịu rồi. Toàn là nó bị hẳn yếu bạn già. Yeah. Còn ăn thì cũng đái quá trời, nửa bình. Còn đại sao có một chai vậy? Nhưng mà em hết luôn, hợp hết nước uống anh. Không nghĩ là sắp tập rồi. Wow. Không, chuẩn bị tới vòng cấp thức ăn và nước uống. Đem hàng vô vậy. Wow. À, Toàn nó vừa rồi. Mình mua 3 phần cơm với lại 3 lon Pepsi, tính là cho Toàn nó ăn các bạn. Ai ngờ nó đầu hàng rồi, nên ăn một lon. Đại một lon. Lon này để cho mình. Tiếp theo là một phần cơm gà. Ăn cũng một phần cơm gà. Hai cái đĩa nữa xong. Đây. Ủa không có đĩa ta. Đây. Đồ ăn nhiều quá. Mình chịu hết nè. Nói chung là 26 tiếng trôi qua và còn hai người vào chung kết, đó chính là ăn đại gia một đống đồ và cu đại nghèo mặt riệp luôn các bạn ơi, chỉ còn mấy cái bình rỗng được nước đái thôi. Ok, chúng ta còn chờ xem người nào sẽ chiến thắng trong cái vòng chung kết này các bạn. Mình nghĩ là ăn nó nhiều đồ vậy chứ hơi chút nữa nó chán quá nó thua các bạn. Đây đây. Đồ quá à. Anh Lâm đâu? Anh đi mua đồ rồi. Rồi, vậy thôi mình quay đơn phương vậy. Tình hình là mình với Đại thì cảm thấy là chơi khá lâu luôn các bạn. Mình thì đồ ăn thì còn quá trời luôn các bạn. Tủ đồ ăn rồi thêm cái tủ lạnh với cái giường này thì mình tỷ lệ là mình thắng nó cũng khá là cao. Và mình thấy thằng Đại á, nó cũng trâu lì á, lần này nó có quyết tâm chứ bộ. Nhìn nữa bạn. Nó chỉ đái mình, sao mà nó nhìn đái ghê. Không nhận kỹ năng à. Kỹ năng à. Nên tụi mình quyết định là chơi một cách giải thoát nhanh nhất có thể luôn. Đó chính là quảnh tù xì. Cũng có bộ bài ở đây nhưng mà tụi mình không chơi này các bạn. Mình chơi quảnh tù xì cho nó hên xui hơn. Và Đại nó chọn mà các bạn. Chứ quýnh bài hiện đại nó thua nhiều nên sợ. Đây, đây là thành quả nó thua. Nên quyết định là quảnh tù xì nha, giải thoát cho nó nhanh. Rồi, bây giờ thì cho Bảo cái tiếng đi. Mình thì kéo bộ Bảo. Bảo cái tiếng Bảo. 1, 2, 3. Tao
Rồi 1, 2, 3. Là sao? Em vui chứ. Nhưng sao? Mà được vậy hót. Ủa, what the hell? Mình nghĩ là thắng 10 triệu nó lại ngon hơn chứ các bạn. Kêu Lâm về và nhắn tiền thôi. Rồi ok, tình hình là mình vừa mới đi mua đồ ăn chiều về thì mình nhận được một tin là... Sao tự nhiên đại mất tiêu rồi? Nó đi, nó chịu hù hả? Dạ không, tụi em... kỹ là chơi khá là lâu, em muốn quyết định là một cái ván cờ quảnh tù xì bộ giết nhau trở nhanh hơn. Rồi tiếp tục em thắng nữa hả? Đương nhiên rồi. Ở chỗ này ăn đỏ chứ à? Quýnh bài ăn hết bàn ghế luôn. Tao nói còn quảnh tù xì thắng luôn, đại luôn. Thời tới càng không kịp anh ơi. Ủa, 29 tiếng 33 phút. À, mình tưởng là mấy thằng cu nó sẽ chơi thì khoảng 2-3 ngày nữa bạn. Thằng nào bị đau bụng mắc ỉa thì tập, nhưng kết quả là tụi nó tự xử bằng cách là quá là chán ha. Tâm phòng này quá chán. Ờ chán, nhưng điều kiện thì đối với em thì đầy đủ, chỉ có một cái là chán thôi, không gì làm hết. Dạ nên quyết định tụi xì kết thúc đau khổ hả? Nhanh gọn lẹ vậy là tụi nó thử thách được khoảng 29 tiếng thôi các bạn. 29 tiếng. À, nói chung là cái thử thách này thật sự là mình thấy nó cũng rất là chán luôn các bạn. Nó không có gì để làm, trong phòng nó cũng rất là hạn chế rồi các kiểu. Trò chơi đâu không có nhiều được nữa, chứ là hiện tại đang mùa dịch nữa. Trải nghiệm cảm giác cách ly trong phòng, không internet. Không, nhìn biết mấy cái này muốn lú luôn à. Bốn bức tường mình màu trắng trắng không à. Rồi ok, nói chung là dù sao thì An nó cũng đã chiến thắng. Người nào chán quá bước khỏi phòng. Kết quả là còn mình cu An ha. Đây, 10 củ. Easy, easy, dài kéo dài các bạn. Hôm thế anh. Nói chung là không biết hôm nay bị gì mà ăn nó nhân phẩm cực kỳ luôn. Goodbye ăn, tuổi xì ăn. Đúng là tên ăn là đúng rồi các bạn. Ok, nói chung là mình kết thúc video tại đây. Hôm nay dịch bệnh, không ra ngoài được, cấm chạy được các kiểu được nhiều, không khách mời đồ được các kiểu, nên chơi trong phòng. Thử trải nghiệm xem là không sử dụng điện thoại là tụi nó sẽ chán như thế nào các bạn. Kết quả là ăn chiến thắng. Ok, bạn đã thích video này, để lại một like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra những clip thử thách người cuối cùng khác nha các bạn. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt. Rồi tập sau mình làm người cuối cùng nhịn đói hơn rồi. À đồ.